Để rồi, có ui có ba quả luôn đấy em ơi. Ui. Ui. Cao quá. Đầu xanh. Ôi sao mình bị trừ nhiều máu này. Rồi. Đùng. Ui. Để rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Sau bao nhiêu gọi là khóc lên khóc xuống em ạ, cứ lo là VTC lừa ấy, bao còn không cập nhật cho anh em thì đây. Đấy. Volcano Sniper mới anh em ơi. Để rồi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được review một em vũ khí mới để xem là nó sẽ có khả năng gì đây. Chạy đây bạn ơi. Để rồi, mình đi vào đây anh em ơi, mình đi vào đây test cho chắc. Đấy. Nó sẽ có bốn phụ kiện anh em ạ. Chúng ta sẽ có là anh em để ý sẽ, chúng ta sẽ có là cái giảm thanh này, cái ống nhắm này, cái như kiểu là cái bán tay cầm ấy, và cái tiếp theo nữa là cái bán súng. Đấy. Bốn phụ kiện thì anh em sẽ có những khả năng đặc biệt khác nhau. Cái nút E thì đây. Trời ơi, liên thanh anh em ơi, chúng ta. Sorry, mình bấm nút. Bấm nút được không? Ấy rồi ơi, hợp lý. Đài thiếu do mình nhận đài thiếu do đây. Mình sẽ đứng lên đây này. Mình sẽ cầm cái kiếm lên gần từ đây. Hôm nay thì hòa lại sáng ra vừa mở mắt ra. Anh ơi vào test vũ khí mới đi. Tự nhiên là tín hiệu từ vũ trụ à. Ôi giời ơi anh em ơi, cái này có khả năng bắn ra cái quả của cái quả như nó giống như kiểu là một cái quả lửa anh em. Thế khi mà anh em bắn trúng mục tiêu ấy thì nó sẽ tạo ra cái quả đạn đuổi đấy. Chúa giời ơi, nhìn bốt máu kia. Hơi đông nhỉ, đông nè. Đốc bắt cầu lên. Thấy không? Nó đang đuổi đấy anh em. Cái này nó chỉ cần bắn trúng một mục tiêu anh em ạ. Mấy mục tiêu xung quanh là nó tự trúng thôi. Trời ơi, nó đã anh em ơi. Né. Thấy không? Thấy như quả cầu lửa di chuyển đó. Cái này mình nhớ không nhỉ là cái phụ kiện thứ nhất anh em ạ. Cái phụ kiện bằng cái giảm thanh ấy. Cái giảm thanh thì chúng ta sẽ có khả năng đấy. Đấy. Xong rồi là đây là cái bộ combo gần như là yêu thích của anh Pen rồi. Sẽ là một khẩu Defender 10 kill anh em ơi, sát thương rất to luôn, một viên chết luôn. Nói cái gì với cái độ ngầu đi. Chủ đá, hết ngầu. À còn một cái nữa anh em ơi, chúng ta sẽ có khả năng là ném mìn. Cái này mình đã từng trải nghiệm ở bên Chu Kích Trung Quốc rồi. Để xem nào. Với cái cả mìn này thì mình sẽ có thể làm được những gì đây. Ê, con này vừa di chuyển vừa bắn vẫn ok nhá. Em dai ơi. Ôi thôi, cái gì đấy, sao tự nhiên mình bay lên trời này. Chạy anh em ơi. Thế nó một sao. Hỏng rồi. Cứu bi. Ôi mày thế, chú quỷ nó khô rồi. Tức là, được rồi, để sau mình sẽ thử test cái địa lôi anh em ơi. Cái địa lôi khá là vui khi mà anh em có thể dùng nó để mà tương tác ở bên trong game. Vừa gây gọi là sát thương, nó không gây sát thương anh em ạ. Khẩu này nó chỉ có khả năng gọi là gây khó chịu thôi. Với cả là bay lên một đoạn ý. Kiểu như là để lùi do cái thứ ấy. Bắn lên liên thanh này và bắn ấy. Ui, nhìn khẩu súng kìa. Anh em nhìn thấy mấy cái như kiểu cái ốc vít ở trên khẩu súng không? Nó thay đổi luôn ấy. Mình thử bắn ra. Mà bắn ra. Ôi trời, chết hết mẹ nè. Đấy, 1000. Ô, cái sát thương của nó không thay đổi anh em ạ. Dù có trong trạng thái nào thì nó đâu có thay đổi gì đâu. Kiếm được lên bật lên. Đấy, phải bật kiếm lên anh em ơi. Cháy mất cái đồ shit thôi. Ôi hết đạn mẹ thôi. Đây thay đạn này. Úi, nổ phát kìa. Khẩu này có một khả năng nữa là nó khả năng xuyên anh em ơi. Xuyên thấu ấy. Tức là zombie mà nó khi mà xuyên thấu thì anh em sẽ tạo ra nhiều cầu lửa hơn. Nhưng mà bây giờ làm sao để xếp một con zombie nó xếp với nhau cơ. Ok. Trời ơi, bất khả xâm phạm anh em ơi. Mà sao anh Ben thích chơi thế? Khẩu này mình em cảm nhận nó có mạnh hơn không ta? Nó có mạnh hơn khẩu Defender không nhỉ? Nó sẽ rơi vào tầm 1000 mốt đây. Anh em sẽ có khả năng E như này. Đây mình sẽ thử ở đây nhé. Cái gì vậy? Đù. Đấy ấy. Cái này anh em mà dùng nó giống như kiểu là ở trong Valorant anh em. Cái con gì mà con Ray à. Anh em sẽ có khả năng ném như con Ray này. Cứ mỗi lần một kill này anh em sẽ có khả năng ấy đấy. Đùng. Cứ mỗi một kill này anh em sẽ có khả năng ấy. Trời ơi, người tín hiệu một vũ trụ ngay, má bất tử bãi lịt. Má, bật, trời đời, tí nữa, cứ một kill thì anh em nó sẽ hồi một cái quả đi thôi. Này, mình sẽ thử nhá. À, thế, nhưng mà hết rồi, tôi chết rồi.
Ui, có đẩy lùi kìa. Ui, nổ phát chết luôn kìa. Xuyên đôi đấy anh em, bùng phát xuyên đôi đấy. Nào, vãi lý. Nỏ này, bình tĩnh bạn ơi. Nổ. Để rồi. Asagi. Asagi. Ây, giờ có cận chiến ngay. Còn là nhát tí cận chiến em ạ. Có thằng nó chơi ấy cơ. Dù vũ khí mình là còn bình thường ấy, thằng này nó vết nó rác này. Thằng này nó chơi, nó hư. Điện lôi này. Với một cái gì nữa mình quên rồi. Ơ, lộn luôn, xin nhá. Ôi, hero một sao. Cái gì nó đi qua đây. Trời ơi, đây ơi. Trời ơi, đi. Đây, mình sẽ thử xem cái bắn điện lôi nó có hữu dụng ở trong chế độ này không. Nó không đuổi được kìa. Đuổi đẹp vào đây, đây. Thằng này vào đây. Chết luôn kìa. Có vẻ là đây à, mình có bao quả điện lôi này. Để mình xem nào. Phải kiếm lên. Đùng. Oh, nổ chết luôn anh em ơi. Điện lôi nổ chết được cả zombie anh em. Nó không gây sát thương cho mình thôi. Ui. Cao vãi. Ui, nhảy siêu cao luôn anh em ơi. Từ, mình sẽ lên đây. Quả điện lôi đúng hài luôn đấy. Mình không nghĩ là nó bay cao thế đâu. Chạy. Rồi, lấy tiếp. Wow, hai quả điện lôi mình để mình không nhìn nhầm. Mình sẽ dùng hai quả điện lôi em ạ. Chúng ta sẽ có khả năng búp bay nhảy cao vãi. Ui, theo. Thế quả này không? Ui, đấy là cái khả năng của cái quả cầu lửa anh em. Bắn trúng một mục tiêu đấy. Đã phết. Nhờn đấy, ít nổi kìa. À, thế là chứ. Khi mà mình bị làm do anh em, mình bị làm do thì mình cũng có khả năng ấy anh em. Điện lôi nó vẫn kích hoạt được nhá. Vui. Được rồi nhá, mình phải dùng cái khả năng này xong rồi mình sẽ đi bay lên cao, vị trí cao cao một chút rồi này. Nhưng mà vấn đề là phải có kill các bạn. Tức là đầu game anh em không thể dùng cái này để đi tìm chỗ trốn được. Bây giờ phải đi giết chúng nó cơ. Anh em cảm nhận nào, mình cảm giác là một cổ rất là vui. Nói thật là cái sát thương của nó không hề to đâu. Nhưng mà được cái là vui anh em ạ. Ôi dồi, đuổi đấy. Mới hết đạn rồi. Rồi. Để rồi, có ui có ba quả luôn đấy anh em ơi. Piu. Ui. Cao quá. Đầu xanh. Ôi sao mình bị trừ nhiều máu này. À đúng rồi, mình nhảy cao quá anh em ơi. Mình nhảy cao quá gãy chân rồi. Ôi, chạy anh em ơi. Nên là kết. Có bây giờ có khổ lục gì mà có khả năng hồi máu ta. Ôi nổ bị choáng luôn kìa. À, có một cái nữa, một cái điều nữa là anh em khi mà nổ nó sẽ gây choáng em ạ. À vãi lìn. Ok, đây, mình sẽ được đây. Này mình nhảy hai phát thôi mà hết mẹ máu rồi. Để mình hôm sau mình nghiên cứu ra có khẩu súng nào mà nó hồi máu được ấy, hay là loại vũ khí cận chiến gì nó hồi máu được ấy, thì chơi này thì vui chứ không thì... À đúng rồi, mấy con nhân vật mà không có khả năng mất máu khi mà bay, đúng rồi. Đấy rồi. Ôi, chưa có... À đây, có điện lôi, Piu. Đúng. Cái quả điện lôi nó dễ dùng vãi. Đây là chú này, mình cứ mất một kill là mình sẽ được một quả điện lôi này. Piu. Nó đâu hết rồi. Mình cần kill. Ôi đây. Nó. Chết vẫn queo luôn. Ok. Ơ, mình vẫn còn huyết thanh. Ấy, bị choáng kìa anh em. Nổ cái đã bị choáng kìa. Thế đã. Đây. Piu. Đấy, mình sẽ đặt đây. Cầm đi săn các bạn. Ui dồi, vừa ngã nổ một phát. Đau thế. Trừ nhiều máu vãi lìn. Nói chung là nay là nháp anh em, nay thì chưa biết khả năng của nó bay cao như thế nên là lần sau mình sẽ đổi sang cái con nhân vật mà không bị mất máu ấy. Đấy. Ok này, mình có hai quả đi lôi này. Nói chung mình nên tránh anh em nhá, bây giờ mình rơi một phát nữa là mình què chân đấy. Chết luôn kìa. Nổ đây.
Ôi không chết kìa, nó dễ đỏ. Đấy rồi, nó. Đấy, chú kia. Tôi chết rồi, có để ý đâu. Có để lôi đâu bạn ạ. Mình có để lôi chúng nó phá hết rồi anh em ơi. Đó, với các bạn là chúng ta sẽ có khả năng gọi là làm choáng zombie nữa. Choáng cho thoáng chốc thôi. Nếu mà anh em nhanh tay thì cầm một loại cận chiến ra như kiểu cầm katana hay răng cờ linh ra lướt một phát thì nó vẫn kịp nhá. Mình thấy là cầm theo răng cờ linh hay katana đều đấy, rất là mạnh đấy. Bởi vì nó cái choáng mà chắc chắn nó có cận chiến luôn đấy chứ. Ok, anh em đừng quên cho mình cảm nhận. Và hẹn anh em vào clip sau mình sẽ test cho khả năng bay nhảy của nó với cái quả địa lôi.